Hôm nay mọi đi khám sức khỏe để đi học á các bạn ơi. Đi đâu á con? Bên này nè, quá đang ngồi đợi nè. Đây, bên đây, wow. Đây, qua đây, qua đây, qua đây, xuống. Xuống đây ngồi đợi đi. Có rất là nhiều bạn nhỏ cũng đi khám sức khỏe giống mọi muội luôn á nha. Kia. Mọi đang ngồi đợi lấy kết quả. Xin chào. Bạn sao sức khỏe à? Mùi buồn quá, mặt mùi buồn sao à? Thôi đừng lấy lá con, bỏ đi, bỏ xuống đi. Sao dạ? Bỏ xuống đi, bỏ xuống. Thì về thôi, mọi khám sức khỏe xong rồi mọi về thôi. Bye bye đi con. Bye bye, bye bye. Bye bye trung tâm y tế nha. Mọi về đây. Về thôi, đi về thôi. Các bạn cũng về hết rồi. Bye bye bạn nha. Đi, mình đi bộ ra ngoài. À, đây mọi đi trước thì bỏ trước phải đi xích vô nha. Xích bên đây nè con, xích vô bên đây. Yeah yeah yeah. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Wow, rau nhà ai trồng trong chậu ngon quá mùi ơi. Đây, wow, cái cây bắp cải. Cây cải gì nè, đẹp quá. Bắp cải, ôi ai trồng bắp cải ngon quá nè, mọi thấy không? Cái cây bắp cải. Cây bắp cải trồng trong chậu thích ghê nha. Thấy mọi, mọi thích không? Dạ thích. Đây là muống. Đây nè con, đi đây, về rồi, về thôi, về thôi. Sao con nói sao? Đi học. Đi học phải không? Con muốn đi học phải không? Mới khám sức khỏe rồi, để mai mốt đi nha. Xuống trường học nữa nha. Wow. Cây bắp cải đẹp quá cây. Cây bắp cải trồng làm cảnh làm bông luôn. Đi mọi ơi, đi con. Con kiến vàng á hả? Con kiến vàng nhỏ xíu hả con? Thôi đi về, đi về. Các bạn về hết rồi kìa, các bạn lấy xe về hết. Mình đứng lên mình về luôn nè. Bye bye bạn kìa. Bạn về hết rồi.